thấy được sự khác biệt của Isuzu Việt Nam trên sân khấu khuôn khổ của triển lãm ô tô show năm 2017 ngày hôm nay. Chúng tôi mang đến cho quý vị một đảo hải tặc, và tất nhiên các thành viên trên chiếc thuyền này sẽ cùng đến gặp gỡ với quý vị. Ngay bây giờ sẽ được chào đón nhóm hải tặc Mũ Rơm. Bớt tàu dáng rồi đi, chúng ta phải tìm cách nào đi di chuyển cho đất liền bây giờ. Bên kia là cái xe bán tải, xe bán cỏ, xe bán tải, xe bán cỏ. Chúng ta cứ kiếm người này làm sao, cứ dùng chiếc xe bán cỏ chứ. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên ngồi chiếc xe bán tải này thì hơn.
giờ. Thưa tất cả quý vị, có vẻ như là đâu cũng là nhà, nhưng mà hình như là cái món hải tặc mũ rơm này khéo chọn nhà, thì chọn ngay một ngôi nhà vô cùng tiện nghi mà lại trúng ngay siêu phẩm đình đám của Isuzu. Như chúng ta đã biết thì Isuzu là thương hiệu và đặc biệt là nhà sản xuất xe ô tô hàng đầu Nhật Bản. Năm 1916 là lúc mà những chiếc xe ô tô đầu tiên của Isuzu đã được ra đời, rất là lâu đời, hơn 100 năm nay. Chính vì thế, chiếc Isuzu Motorhome cũng như các sản phẩm mà quý vị đã xem ngày hôm nay được thừa kế từ bộ mã xe thương hiệu xe hơi cao cấp hàng đầu trên thế giới hơn 100 năm, và đặc biệt trên các đại lý khắp 130 quốc gia trên toàn thế giới. Điều này có nghĩa là gì? Độ an toàn, sự bền bỉ và đặc biệt tiết kiệm nhiên liệu đến tối ưu. Không biết các bạn hải tặc mũ rơm có hài lòng để chinh phục thế giới với chiếc xe này không? Thích quá còn gì? Tại sao mở cửa ra là biết liền? Trong này không phải là một chiếc xe mà là một ngôi nhà 5 sao. Ồ, tủ lạnh, ồ, TV màn hình LED, ghế sofa ư, gối rất êm, có cả vòi tắm hoa sen cho phòng tắm, phòng ngủ được 5 người trong gia đình. Ai chà, cái này nhóm này không đủ rồi, các bạn phải lên nắp thay ngồi thôi. Nhưng mà đừng có buồn, bởi vì chúng ta còn rất nhiều tiện ích khác như là mái che nè, các thiết bị được kết nối trong xe mang đến những trải nghiệm 5 sao tuyệt vời cho những chuyến đi của gia đình bạn. Và còn những điểm cộng nào nữa? Hải tặc mũ rơm sẵn sàng nghe chưa? Tóm tắt nhanh, nội thất tiện nghi, ốp bằng gỗ sang trọng và đầy đủ tiện nghi, không gian sống hiện đại, đầy đủ tiện ý giải thích. Và bên cạnh đó chúng ta có thể đủ hết bạn bè các đảo hải tặc lân cận qua chơi hát karaoke thoải mái nhé. Và tụ tập không chỉ giải trí cùng với gia đình của mình, bạn bè, mà bên cạnh đó còn có gì đây? Hệ thống cung cấp năng lượng hoàn chỉnh, ghế sofa, ỷ cao cấp và Sili chỉnh điện và có thể điều chỉnh linh hoạt thành giường ngủ hoặc thành ghế cũng được. Mái che tiện dụng ngoài trời khi cắm trại. Isuzu Motorhome có phải là một siêu sao cho lòng các bạn không hả? Đối với mình đó là một siêu sao. Đâu cũng là nhà, nhưng mà nhà 5 sao thì vẫn tốt hơn, rất là ấn tượng. Xin cảm ơn các bạn. Hải tặc mũ rơm. Lát nữa sẽ gặp lại các bạn sau nha. Thank you. Đi đâu cũng nhốn nháo đủ màu sắc hết trơn đó. Nhưng chưa bằng thủ lĩnh của nhóm này, lát nữa gặp còn bất ngờ hơn.